Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục chương trình đại số lớp 9, bài học định lý VS và ứng dụng. Định lý VS cho phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C thì định lý VS được phát triển như sau. Nếu phương trình có nghiệm là X1, X2 thì tổng và tích của nghiệm sẽ được tính theo các hệ số bởi công thức là S bằng X1 cộng X2 là bằng trừ B trên A, và P là tích của hai nghiệm X1 nhân X2 là bằng C trên A. Đó là cái nội dung định lý VS. Vậy thì hôm nay ta sẽ bắt đầu sử dụng định lý VS để giải những cái bài toán. Ta xét ví dụ 1. Cho phương trình X bình phương trừ 3X cộng 1 có hai nghiệm là X1, X2, không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức. Ở đây người ta không giải đến phương trình, tức là ta không cần phải tính delta và giải cụ thể nghiệm của x1, x2 ra. Và ta sử dụng VS như sau. Vậy thì ta có là theo định lý VS ta có tổng x1 cộng x2 sẽ bằng là ở đây phương trình x bình trừ 3x cộng 1 bằng 0 thì A bằng 1, B là bằng trừ 3 và C bằng 1. Vậy thì x1 cộng x2 sẽ bằng trừ B trên A sẽ bằng trừ của trừ 3 trên 1 thì bằng 3. Và B bằng x1 nhân x2 sẽ bằng C trên A thì bằng 1 trên 1 bằng 1. Vậy thì tổng và tích sẽ được tổng bằng 3 và tích bằng 1. Vậy thì khi đó tính giá trị của biểu thức A, thì ta phải biểu diễn cái biểu thức A này. Đây là cái biểu thức đối xứng theo x1, x2. Thì ta biểu diễn biểu thức A này theo tổng và tích. Ta sử dụng cái hằng đẳng thức để có hằng đẳng thức x cộng 1 tất cả x2 bình thì ta sẽ thêm cộng thêm vào 2 lần x1, x2 và trừ thêm 2 lần x1, x2. Cái này sẽ bằng là x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1, x2 là bằng S bình trừ 2P. Và ở đây mình thế số vào ta sẽ được là 3 bình trừ 2 nhân 1 bằng 7. Rồi, ý câu A, ý B. B thì tương tự thôi. Ta cũng có cái này là X1 cộng 1 cộng cho 1 trên X2 cộng 1. Vậy thì để tính giá trị biểu thức này theo tổng và tích, ta phải quy đồng hai cái phân thức này lại. Mẫu thức chung là x1 cộng 1 nhân x2 cộng 1, ta quy đồng lên đó. x2 cộng 1 sẽ còn x1 cộng 1. Nó sẽ bằng là x1 cộng 1 nhân cho x2 cộng 1. Và trên tử sẽ là x1 cộng x2 cộng 2. Ở dưới mẫu ta nhân ra hết, thì ta sẽ được là x1 x2 cộng x1 cộng x2 cộng 1. Và ở đây được tính s cộng 2 chia cho b cộng s cộng 1. Thế số vào thì ta sẽ được là 3 cộng 2 chia cho 1 cộng 3 cộng 1 là bằng 5 trên 5 là bằng 1. Vậy thì ở đây là bài toán đầu tiên, tức là người ta cho một cái phương trình với hệ số cụ thể, tính giá trị biểu thức theo cái hệ số đó mà không cần phải giải phương trình. Vậy thì bước đầu tiên là ta phải, ở đây người ta cho rồi nên là chắc chắn phương trình này là có nghiệm rồi, ta khỏi phải kiểm tra lại. Bước đầu tiên là ta phải tính tổng và tích theo hệ số, tính tổng và tích. Bước thứ hai là ta biểu diễn cái biểu thức người ta cho theo tổng và tích. Và bước cuối cùng là thế số vào. Trong đó cái bước khó nhất là ta phải biểu diễn được cái biểu thức đó theo tổng và tích. Rồi ta qua ví dụ thứ hai.
Ở đây, cho phương trình x bình phương trừ 2m trừ 1 chứng minh rằng phương trình luôn có hạn hiệu phân biệt x1, x2. Câu B là tính giá trị của thức theo m. Thì để làm bài toán này, đầu tiên câu A, ta giải câu A trước. Phương trình, ta biết rằng là phương trình có hai nghiệm. Thì điều kiện là hệ số A khác 0 và delta phân biệt, nên là delta phải lớn hơn 0. Vậy ta thấy là ở đây là A bằng 1 khác 0 rồi. Bước thứ hai ta xét delta, hoặc là delta phẩy ha. Delta phẩy, này bài này có 2m, ta xét delta phẩy. Delta phẩy phần bình phương trừ cho trừ 1 nhân 1 là bằng m bình cộng 1. Thì ta thấy là m là luôn luôn lớn bằng 0, nên m cộng 1 nó lớn 0 với mọi m thuộc R. Vậy từ đây ta suy ra là phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Rồi câu B, tính giá trị biết sau. Ở phương trình 1, nó đã có hai nghiệm phân biệt rồi, nên theo định lý VS ta có là tổng S bằng x1 cộng x2 bằng B trên A. Ở đây B là bằng 2 trừ 2M, vậy thì nó sẽ bằng 2M. Và P là bằng C trên A bằng trừ 1 trên 1 bằng trừ 1. Rồi ta tính cái biểu thức này. Biểu thức A thì bằng x1 trên x2 cộng 2 trên x1. Ở đây thì mình cũng quy đồng lên thôi. Quy đồng ta sẽ được là x1 bình cộng x2 bình trên x1 nhân x2. Cái này sẽ bằng là tương tự như bài 1, thì ta sẽ thêm bớt 2 lần x1 x2 để tạo ra hàm lượng thức. X1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1 x2 chia cho x1 x2. Ở đây sẽ bằng là x1 cộng x2 bình là bằng 2m, nên cái này sẽ là 4m bình trừ 2 nhân trừ 1 là cộng 2 trên cho trừ 1, nên sẽ bằng là trừ 4m bình trừ 2. Rồi tương tự như vậy thì câu B, câu B x1 trừ 1 x2 trừ 1 cộng 1. Rồi, cái này ta cũng quy đồng lên, thì ta sẽ được là x1 trừ 1 nhân cho x1 cộng 1 cộng cho x2 trừ 1 trên x2 cộng 1. Hàm lượng thức A trừ B nhân A cộng B nên sẽ bằng là x1 bình trừ 1 cộng x2 bình trừ 1, tương tự như vậy ha. Cái này chúng ta nhân hết vào. Ở trên mình đã tính được x1 cộng x2 tất cả bình là bằng 4 lần m bình cộng 2 rồi. Cái này sẽ được là trừ 2. Còn ở dưới này là x1 nhân x2 là bằng trừ 1 cộng 2m cộng 1. Cái này sẽ được là 4m bình trên 2m là bằng 2m. Thì đây là cái cách tính giá trị của một biểu thức theo m. Các bạn xem lại lời giải. Rồi, để có nhiều bài tập hơn thì các bạn hãy vào website là zero.com và tìm tới phần là đại số lớp 9. Để có được bài viết chi tiết và bài tập. Rồi, ta kết thúc bài học ở đây. Xin chào các bạn.